Chào mừng quý chị và bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đây là khoang giao xe của đại lý Hyundai Bắc Ninh. Thì trong khoang này là em Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn màu trắng. Đấy. Giá niêm yết của em nó thì hiện tại bên em bây giờ nó là 799 triệu, nhưng mà chính sách giảm giá thì hiện tại bên em đang giảm cho quý khách hàng là khoảng 15 triệu và lăn bánh tại trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó rơi vào khoảng là 865 triệu. Đó, chưa bao gồm bảo hiểm thân bỏ. Phụ kiện tặng kèm thì anh chị có thể thấy đây là một bộ phim kích nhiệt chính hãng, lưu săn bảo hành 10 năm, trải sàn da, bọc vô lăng và visa. Thì Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn này thì là một chiếc xe trong phân khúc hạng C, giá là thấp nhất của Tucson. Đổi lại thì anh chị có một xe hạng C động cơ 2.0 cực kỳ là khỏe khoắn. Đấy, màu xe sẵn giao với em bao gồm những màu như là màu trắng này, màu đỏ, màu đen. Trên phiên bản tiêu chuẩn thì còn phiên bản xăng đặc biệt và dầu đặc biệt và xăng turbo. Phiên bản xăng đặc biệt thì hiện tại bên em đang bán cho anh chị mức giá là rơi vào khoảng là 863 triệu. Đó, 863 triệu. Phiên bản xăng turbo thì là khoảng 942 triệu. Phiên bản dầu thì hiện tại đang hơi khan hàng là 959 triệu. Phiên bản xăng đặc biệt và xăng turbo thì bên em cũng có sẵn những cái màu dao như là màu trắng, màu đen, màu đỏ. Anh chị thích những cái màu nó đặc biệt hơn thì xin vui lòng liên hệ để em có thể đặt hàng nhà máy cho anh chị. Đó, chiếc xe được giao về Bắc Ninh với những cái đường nét trang trí rồi bóng bay hoa nơ rất là đẹp anh chị. Về trả góp thì hiện tại bên em có hỗ trợ tối đa 80% giá trị xe, thời gian vay tối đa là 8 năm. Như chiếc Tucson phiên bản tiêu chuẩn này thì trả góp thì anh chị chỉ cần đâu đó khoảng 248 triệu là có thể lăn bánh được rồi. Lãi suất thì cực kỳ ưu đãi, lên tới chỉ 1 năm đầu, cố định 1 năm đầu rơi vào khoảng 0,48% trên tháng, hoặc là cố định 3 năm thì rơi vào khoảng 0,62%, thời gian vay là tối đa là 8 năm. Sau khi hết lãi suất ưu đãi thì sẽ trở về mức lãi suất rơi vào khoảng 0,85 đến 0,9% trên một tháng. Đó. Phiên bản Tucson bản tiêu chuẩn này thì sẽ được trang bị cơ bản như là hệ thống đèn pha, cốt là đèn halogen, kiểu chiếu projector. Còn trên phiên bản đặc biệt trở lên thì được trang bị là hệ thống đèn full led rồi. Đấy. Đèn led ban ngày cũng được trang trí cho tất cả các phiên bản của Tucson. Bản này thì cũng được tích hợp tính năng là đèn nổ từ xa cũng như là lên xuống kính, khi mà có cánh cửa kính lên xuống một chạm thì đều là lên xuống kính bằng chìa khóa được, thưa quý anh chị. Đó. La răng của xe phiên bản tiêu chuẩn này thì với kích thước là 17 inch, 18 inch với phiên bản xăng đặc biệt và dầu đặc biệt, và 19 inch cho phiên bản xăng turbo. Đó. Hệ thống Hyundai Smart Sense thì cũng được trang bị cho phiên bản xăng đặc biệt trở lên thôi, còn phiên bản tiêu chuẩn thì chưa được trang bị ạ. Đây là mức tiêu hao nhiên liệu của xe với đường kết hợp là 8,1 lít, đường trong đô thị là 11 lít và đường ngoài đô thị là 6,5 lít. Đó. Rồi cốp của xe thì cũng rất là rộng. Đấy. Cốp của phiên bản tiêu chuẩn này thì là cốp chỉnh cơ, còn phiên bản đặc biệt trở lên thì sẽ là cốp chỉnh điện, có tích hợp tính năng là hệ thống chống kẹt và nhiều cốp thông minh. Đấy. Cái khoang hành lý phía sau rất là rộng, thưa quý anh chị. Lốp dự phòng thì được trang bị đầy đủ hết. Đó. Cái không gian Tucson thì nổi tiếng là rộng nhất phân khúc luôn, bởi vì là xe có chiều dài, chiều rộng, chiều cao cũng như là chiều dài cơ sở rất là tốt. Quý anh chị quan tâm đến Hyundai Tucson thì xin vui lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.